Tết để đoàn viên, Tết để sum vầy. Đó là ý nghĩa sâu xa nhất của ngày Tết cổ truyền. Và với những bệnh nhân đang điều trị ung thư tại bệnh viện Ca Tân Triều, có những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị xuyên Tết, nhưng cũng có những bệnh nhân hạnh phúc trong niềm vui được về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Với họ, không khí của những ngày giáp Tết mang đến nhiều cảm xúc khó quên. Nhớ nhà nặng buồn, nhớ con nhớ cháu việc nhà để lại. Chiều 27 Tết, tại xóm trọ ung thư nằm sâu trong các con ngõ nhỏ trên đường Cầu Biêu, đối diện bệnh viện Ca Tân Triều. Những ngày giáp Tết, xóm trọ vắng vẻ hơn bởi hôm nay các bệnh nhân ung thư đã được về quê đón Tết. Dãy trọ này có 10 phòng thì 9 phòng đã bắt đầu về quê từ tuần trước. Căn nhà trọ chỉ còn lại bà Xuyến và chồng đang điều trị tại bệnh viện. Hôm nay, bà Xuyến tranh thủ dọn dẹp đồ đạc để sáng mai về quê ăn Tết. Từ khi chồng phát hiện ung thư phổi, bà Xuyến theo chồng lên Hà Nội để điều trị. Căn nhà trọ vỏn vẹn 4m² là không gian sinh hoạt của vợ chồng bà mỗi khi lên Hà Nội xa chị. Cái phòng trọ đây nó là 10 phòng, nhà trọ chủ trọ này là 10 phòng, nhưng bây giờ về hết rồi, chỉ còn có hai vợ chồng tôi ở lại thôi. Mình ở đây thì thực sự là nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu, rồi cũng buồn, nhưng mà thôi cũng cố gắng động viên để cho người bệnh, người ta vững tâm lên để người ta điều trị. Người khỏe động viên người bệnh, người bệnh động viên gia đình. Đó là cách mà những bệnh nhân ung thư tại đây vẫn lạc quan để vượt qua bệnh tật. Khi được bác sĩ thông báo ngày mai sẽ được về quê ăn Tết với gia đình, ông Khoa đã không giấu được niềm vui. Ai cũng có cái cội nguồn, cái gốc, cái rễ thì về quê hương bản ấy của mình thì cũng là cái mong mỏi để có một cái Tết sum họp cùng gia đình. Hôm nay sẽ là suất cơm từ thiện cuối cùng của năm 2023 mà bà rể được ăn. Ngày mai, bà và chồng cũng sẽ được về Lai Châu để cùng ăn Tết với gia đình. Đã hơn 2 năm điều trị bệnh, càng những ngày cận kề Tết, niềm vui được về quê đón cái Tết đoàn viên bên gia đình lại càng ý nghĩa. Mới thấy ở nhà đoàn tụ với các con, các cháu, nhớ chứ, ngày ngày cũng nhớ mà còn nằm mơ, còn đi về chứ. Và giúp tinh thần để cho nó... Vợ chú nó có tinh thần để chữa trị cho nó khỏi bệnh. Càng nghĩ đến Tết thì càng cực, buồn, càng buồn. Chẳng ai biết xóm trọ ung thư có từ bao giờ. Chỉ biết rằng nơi đây là không gian sinh hoạt của những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh về để thuê ở. Tết năm nay, họ sẽ được sum vầy cùng gia đình và người thân trong thời khắc của năm mới, cùng với những ước nguyện về một năm mạnh khỏe, an lành.